Chấn động, thần đẹp trai, sau khi lấy dây chuyền của mẹ đến cầu hôn thiếu nữ nhà quan thì không biết tình cảm của hai đứa tiến triển như thế nào. Mà hôm nay anh em đến thăm thật bất ngờ thấy hai đứa đang ở trong phòng quét dán nhện. Chàng nhà quan cho biết sẽ tiến hành đập hộp bóc siêu lột tem thần nhà quan ngay lập tức vì mình không còn kiên nhẫn chờ đợi một phút giây nào nữa. Em ơi, ai có khách kìa. Có khách tới thăm. Có khách tới. Hai chồng nè. Đó, chồng hai chồng nha. Hai chồng nha. Tên nào ghé rồi không thấy hả? Anh mình mới em. Trời ơi, làm gì vậy? Hai đứa tiến triển bữa nay vô tới nhà luôn rồi hả? Nhanh dạ. Rồi. Mới có chút xíu à. Vô tới đây luôn rồi. Hồi nãy kêu ngồi tâm sự thôi. Chưa trơn thì vô tới đây rồi. Đối với hàng Thuận thì giờ anh không hỏi, giờ anh hỏi cho Trang nè, rồi phụ nữ nè. Bây giờ là thấy thằng này tin tưởng nó chưa? Dạ tin rồi đó. Nên giờ là cũng mời anh vô nhà luôn phải không? Dạ. Ừ. Hai đứa cũng yêu thương nhau thật lòng phải không? Dạ. Có chào nhau gì chưa? Dạ chưa. Chưa. Chỉ ngồi tâm sự gì thôi hả? Dạ. Cái này mày có bản lĩnh không mày? Dạ. Mày có đủ bản lĩnh không? Có mà. Bị thương. Mày kèo quá vậy? Bị thương em, anh làm tất cả vì em. Cái lời nói tao nói thiệt á, ai nói cũng được, mày phải làm. Đúng rồi. Phải làm mới được, tao tưởng được chứ. Đúng rồi, anh làm đi bận. Đi vô đây kiểm tra gì trong này hả? Anh vô đây kiểm tra gì vậy? Em hay anh? Anh à, kiếm Trang, kiếm em á. Vô đây nãy hai người tâm sự cái gì rồi? Dạ, tao thấy rồi. Trời mưa không bóng bập bầm rồi ha. Mà thêm hai đứa trong đây nữa ha, tao nói rồi. Chuyện gì tới, sẽ tới. Thôi bây giờ nè, cái gì á, phải nói thật lòng đi. Nói chuyện đàng hoàng, cái gì đâu nè, éo hoài. Phải gồng lên. Để nhắc hoài. Không gì mà đừng phần hơn cái gì. Mày mạnh mẽ người ta mới tin tưởng chứ. Giống ông đế còn mình vậy. Cái đầu tiên bây giờ em ý làm vợ anh nha. Vô tới đây chạy nó cua. Nói chuyện tào lao hoài. Cái đó bỏ một bên đi. Vô tới phòng luôn rồi. Vô tới phòng rồi nói chuyện đàng hoàng, bỏ một bên đi nó hoài. Người ta đã chấp nhận cho vô tới phòng là biết ý người ta còn hỏi nữa. Không hiểu gì hết trơn. Hiểu mà. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Thắm. Hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi kia còn 30 rồi. 30 sao tôi thấy mày giống mười mấy quá vậy? Giống tao ghen quá. Bây giờ nè, nói chung là thằng này nó cũng chưa có biết gì. Bây giờ cứ để thằng Kiên dạy cho nó đi. Kiên là do mà dạy nó. Trời ơi, tao tưởng nó đi. Trời ơi. Trời ơi, thôi kệ đi, nó nghe nó dạy nó dễ chọt rồi. Trời ơi, nó nói. Chống hình luôn á trời. Nó nói, chị đã mở lời rồi, đã, cái cách thức mình vô được tới đây đã mở rồi. Cửa đã mở rồi mà không biết đi vô quét dọn, dở quá à. Máng nhện là nó nhiều lắm rồi đó. Vô sủi xi măng này kia đi cũng lâu lắm. Nó cũng đóng hơi bị dậy rồi đó. Phải không? Mỗi tới đó mình hỏi mẹ nè. Mắc cỡ nha. Người thì e thẹn ha. Không có cỡ nha. Cái này biết dở quá. Trời ơi. Trời, em không nói gì hết em. Ông không nói gì người ta nói. Hả? Bây giờ khán giả xem hả? Ủa, ông không nói tôi nói được. Nhưng mà mày luôn kia bà cố à. À, nói tôi đi, mình nói sao? Không, con thằng ông nói chuyện trước đi, nữ nói sao? Đúng rồi. Chứ lần nữ thì giờ con đâu có được chứ trời. Mần lòng gì em về máy rước má lên liền. Chưa? Còn cảm cơ mà. Còn cảm thì nó chưa có từng cãi với dụng này. Ai nào giờ có bạn gái chưa? Em à? Ai? Chưa. Hàng vậy đúng rồi. Không có kinh nghiệm gì hết trơn á. Như vậy Trang ơi. Dạ. Nó không biết gì trơn á, mấy là em chủ động đi Trang. À. Dạ. Chứ giờ thấy nó cũng còn còn hờ quá hả? Nó còn đẹp hả Trang ơi. Nó còn kinh, còn kinh đó à. À đúng kinh rồi. Đó. Nó còn kinh, nó mắc cỡ đó à. À bốn mặt tem nó không? Nó gỡ tem, gỡ cho nhẹ đi Trang. Xé cái bọc nó đi. Trang thì rồi thôi, gách gì dỗ gây nổi rồi, dỗ bự.
cộng được. Có lọc liền thì không được nghe. Lọc từ từ thôi. Chứ Trang nên là chủ động đi Trang ơi. Chứ thằng này nó còn khờ quá. Nó giống như là mới lớn thôi. Thì nói chung là nó cũng chưa có kinh nghiệm gì đâu. Hai đứa nói chung là thương nhau thật lòng rồi đó. Thấy cái bộ là kêu vô nhà là hiểu rồi đó. Cũng im rồi đó. Không có nói gì hết trơn. Không ngồi im vô à. Ừ, gồng lên. Giúp mẹ luôn. Tao cũng nói thiệt nha, tao là phụ nữ, tao cũng cũng có lẽ là tao phút này đi. Thân ngầu ở trong rồi. Mà tao đợi mày hoài luôn. Dạ, ngồi hiểu quá. Ngồi đó mày làm cái gì? Dạ. Em nói chứ thằng ơi. Cứ thôi, đồng cảm đi nha. Lần sau mình sao là sửa lại đúng không? Sửa lại rồi. Chắc không? Thiệt. Chất lượng không? Chất anh hứa em mẹ. Miễn mà không được thì tính sao? Hay là Trang nó dạy cho hoài sao? Thôi không có dạy đâu luôn. Cái vườn này chắc không Trang? Cái vườn này chắc không nghe? Chắc không? Anh hứa em chắc mẹ. Miễn mà cô tới luôn là nhắc lại tới ngu là sao? Tôi là tính sao với tôi? Bây giờ nói anh hứa em chắc. Được không em? Được mà nói chứ con tôi là không được với tôi nghe. Biết rồi. Rồi, hết chắc chưa? Đúng nhất, que hoài à. Cái tay ngứa. Ngứa gì mà ngứa, chúng mình tỉnh ra đi. Đang ngứa là muốn nhảy qua không à. Cái gì còn đi tới đến. Dạy đi. Chứ còn nói chuyện ẹo, ta không biết ta cười mình. Ừ ha. Quen gái mà nói chuyện ẹo, ai dám tin ai quen. Đi được chưa? Đi được chưa? Người ta mình mạnh dở vậy nè, nó chịu đồng quan vậy được chưa? Vậy được chưa? Nó bốn luôn. Mạnh khỏe không? Được chưa? Được. Ờ, ok vậy. Mạnh mẽ lên thôi. Cái tay người ta đang bẽn lẽn nãy giờ kìa, sao không đặt tay kia qua tay đây? Ờ. Em trên đường, lúc trên đường lại sáng. Ai thần ơi, hỏi nè, sớm giờ đi coi cái buồng có hư chỗ nào không? À. Cái buồng đây nè. Bây giờ em anh hỏi coi là cái vườn nó hư cái nào không? Có hư mình đó. Vô lâu lắm rồi đó. Có hư á. Hư là hư chỗ nào? Dột đó kìa. Trời ơi, nó chuyện sai bét nữa rồi. Nó không đó, đó dạy lại chị Trang. Bơi vô. Mưa có là tạt thôi, nó chuyện còn lao rồi cái chỗ mình đây nè. Nó chuyện còn lao chỉ như ngã. Ở đây hả? Cái phòng Nguyễn Ương. Không không. Phòng Nguyễn Ương. À, Nguyễn Ương là dọn phòng ba chút kìa. Trời ơi, đúng rồi. Mình lên chút chứ. Phải rồi, không có đâu rồi. Im. Ừ. Em không có lột. Không có lột không? Có cây hồi tối trong tối. Bây giờ mày muốn tối rồi, mày muốn sáng. Muốn tối rồi. Tối vậy? Ăn cơm tối luôn như vậy? Ờ, cá rồi mình ăn. Ý nó muốn tối là tối trong đó thôi. Mình ăn cơm, mình ăn. Không, ăn cái gì hãy đốt đèn cài thôi là cái tiền dầu lên. Rồi. Rồi. Cái gì vậy? Ăn cậy luôn hả em? Đó cho nó ăn sáng, chạy ăn. Nó ăn với ma hay vậy? Mẹ cũng tính toán, lao. Dọc anh có lúc mình cậy. Ăn với ma. Anh làm láng luôn hả? Đốt thẳng luôn. Ê, bậy mày. Ê, tao hỏi thiệt. Nó làm đáng á. Bây giờ nè. Ê. Dạ. Mày có muốn quét nhẫn nhện không? Muốn. Tao nấu nhẫn nhện này mày dòm tao nè, mày dòm đâu cho nóc nhà vậy? Nhẫn nhện. Trời ơi. Ôi là trời nha. Thào dữ lắm rồi. Ông nghi thơ dữ trời. Phụ hư này còn nghi thơ lắm rồi. Nghi thơ lắm. Chị Trang. À. Nghi thơ ngon nha. À. Nghi thơ mà con nghe có một cái nữa chuyện tào lao mà. À. Nói chuyện chất quốc à. Chất quốc. À, bây giờ nè, tao nói á. Vợ chồng từ thở ban sơ mới gì à. Bây giờ bà phải dạy nó đi. Dạy mà không có nghe đâu, nó tới cái hội cái tơ chân này mà họ chỉ bên kia. Phụ nữ ơi, phụ nữ à. Nó còn non. Mới vô ai biết gì đâu. Biết gì đâu, gặp ngay gặp gái trong chớp à. Ngâm ai vậy, em đẹp chi. Còn bấm hả? Đẹp chi. Trời ơi, khen đẹp tôi ngang. Mới biết ngang. Nghe tôi nghe tôi ăn chọn đẹp hơn là trai bao quay đúng. Anh dư. Thiệt. Đẹp thiệt luôn hả? Thiệt á. Đó, mấy hình đưa không? Lâm được tắm không? Cái vậy? Tôi tắm. Không có mượn, tôi không mượn tắm. Cái gì vậy má? Lâm, Lâm được tắm á. Cái gì? Tôi tắm. Không có tắm đâu. Cái gì dắt này rồi đi tắm trời. Không phải, tôi tắm á. Cô tắm á, lại nó kêu cô tắm á. Cô tắm.
À, tức là đẹp giống cô Tắm hay không? À, ý là nói là hiểu rồi. Đúng không? Đá vô cái chị cổ tích luôn rồi trời. Bây giờ nè, hiện tại giờ đã người ngồi đó, người ta đang mong chờ mày thể hiện như thế nào, mày cứ Tắm. Nói chuyện coi nó thế nào, để lên tình hình hoài sao? Ta đang mong chờ thể hiện tình cảm như thế nào. Không gì đâu mà nói chuyện khơ khơ hoài. Biết rồi. Vô vấn đề chính đi. Bây giờ nè, để hả giống như là cái trang đầu với trang cuối đi. Bây giờ trang đầu á, mày vô đây là với mục đích gì? Mục đích là em đi kiếm trang. Rồi có gì nữa? Mà sao không? Tại vì em thương trang nhiều lắm. Ông hai biết tên trang chân sao ai ông khỏi thành ta hay gì? Anh hỏi với không biết. Hỏi thăm thôi. Rồi, bây giờ tôi hỏi thêm cái trang 2 nè, trang 1 rồi trang 2 nè. Mày vô đây, rồi mày ngồi ở đây. Mày có vô trong chưa? Em chưa, mới ngồi đây anh. Rồi là trời, cái trang 2 mày cũng chưa sử dụng luôn. Sao mà tao chỉ mày tới trang 3? Tôi biết nào, trang 3 tới trang cuối mày. Bây giờ mày muốn tới cái trang 2 không, là hiệp 2 không? Mày bay sang nhà. Trời, nó mắc tôi dạy luôn nữa trời. Rồi, thôi. Không lẽ chú Hồng giờ vô thí nghiệm vô coi luôn. Quá trời khờ. Hả? Tao chỉ mày 7321 chứ trời ơi. Quá trời khờ ông ư. Trời khờ, chồng khờ mới dở gờ, dở dại. Rồi, nó chờ đó đúng rồi. Mới cầm hôn khôn khôn mới đi chà chà chay chà. Đó, 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 vợ rồi. Vợ bé non. Đó, 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 đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ai vợ bé? Ví dụ mình lấy cầm khờ á, Khương vợ gia tình nè, nó đúng rồi đó. Nó không đi treo gái cho trai không đi gì. Rồi ông nói người ta ông có con chị không? Không. Ủa đi nói người ta làm gì? Người ta nói nè, củi khô mà dễ nấu mà chồng khờ thì dễ xài lắm á. Củi tre dễ nấu, dễ xấu, dễ xài. Nó heo cái miệng không hả? Nó heo cái miệng đúng không? Mà nó hay đúng không? Nó heo cái miệng không đúng không? Bỏ heo mà. Cái giò này nói chuyện đàng hoàng coi, cái vơ 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 vơ. Đầu tiên em bất cỡ, thấy động anh bất cỡ mà. Lần đầu lập em không biết tại sao em lấy yêu em tới vậy. Quá xả cái cặp này. Sao nói thằng kém mà thử. Lập thơ rồi, lập thơ rồi. Ừ, làm bài thơ coi. Thơ gì? Làm bài thơ coi. Khen trang coi. Khen trang coi. Sáng tự sáng tác một bài luôn coi. Bỏ đâu ông đi tìm gì đó. Đọc coi. Không biết đâu mà được. Gán đi, suy nghĩ cái coi. Tao đố mà. Đó dặn rồi đó kìa, thấy không? Dặn rồi đó. Làm bài thơ liền. Không nghĩ luôn, nghĩ đó kìa. Bây giờ nè. Nè. Trăng hôm nay sáng quá. Nói đi. Trăng này hôm nay sáng quá. Anh muốn lập em. Mày tao chung cái mày ơi. Anh muốn gặp em. Sao trắng quá. Nè, nói lại từ đầu nè. Em ơi. Em ơi. Trăng hôm nay sáng quá. Trăng hôm nay sáng quá. Mày chỉ lên con coi. Mày trăng đâu? Cá lạ. Trời ơi. Nó nói thầy giáo mà gặp cái thằng này chắc nó cũng bỏ nghề luôn á. Bây giờ tao nói lại một lần cuối nè. Em ơi. Em ơi. Trăng hôm nay sáng quá. Trăng hôm nay sáng quá em. Anh muốn. Anh muốn hôn em. Ờ trời ơi. Trên má. Má em. Mày bây giờ để tao dạy. Bây giờ mày nói đi mới thật lòng nè. Rồi bây giờ tự nói lại coi. Nói với em ơi. Em ơi. Tới hôm nay trăng sáng quá. Rồi tự nói hết kì nó hết kì. Anh muốn hôn em má em. Sai rồi đó. Không dằn. Không dằn. Không dằn. Nói lại rồi, sao? Trăng đêm nay sáng quá rồi sao nữa? Anh muốn hôn em. Nè, tao dạy mày một cuối nữa nha. Mày mãi nữa hả? Tao cho mày vô xuống lớp bột liền luôn đó. Em ơi, trăng hôm nay sáng quá, anh muốn hôn em trên má. Em ơi, trăng đêm nay sáng quá. Anh muốn hôn má em. Cũng được. Nói trời. Đúng không em? Mỗi cái sự cố gắng nó đều có sự đền đáp hết trơn à. Tuyệt vời chứ. Khoái. Thơm không? Hơi mùi mùi. Mùi mùi. Mày thích không? Mà cũng hơi thích hơn. Hay cũng được đi. Ê, hỏi Thận có thích ăn mặn không?
Em có ăn chay mà em? Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Tao hỏi ăn mặn không? Anh nói chuyện là sai bét rồi. Anh ăn mặn nữa, em ăn chay em. Anh hỏi là ăn mặn không? Ừ. Chuyện như hỏi chuyện ăn chay không? Chuyện như trò lâu, lâu. Không phải, bây giờ. Có biết tấm đi bây giờ. Bây giờ nè, nó không có hỏi cái vụ ăn mặn ăn chay. Mà bây giờ nó hỏi mày hái mặn hái đào không? À, hái mặn hái đào với em. Đó, nói vậy nó hiểu. À, hai mặn thấy giàu hiểu không anh thấy khế trời ơi bữa tài ông cái dễ ơi bữa tài ông thiệt rồi tức nghề luôn hết trời ừ cái cây cái khế thằng này mà kêu nó giống như những cái thanh niên khác mà hả bốc hốt chắc không có liền được đâu từ từ đi ha cứ cho từ từ đi thận theo tự nhiên đi có chỉ là trang dạy nó nha nó còn dạy thơ quá còn lại hay em nói nó em lại nó như là cây trâu thôi giờ mấy anh về nè dạy nó từ từ đi nha thôi còn anh hao nha cái gì tao chưa muốn nói cái bò tao không nói chứ đừng nói nghe rồi giờ này từ từ dạy đi dạy giùm đi cho em nè tôi nói nè cái gì một một hay hai nè có nói nè một một hay hai ba lâu rồi có ăn cái gì rồi không có nói nhiều chuyện nè đúng không nhiều chuyện để anh ta gì mà không nhiều chuyện rồi không mình không có nhiều chuyện mình ta nhiều chuyện ta mà còn có cái gì cái nào có nói còn không có liệt có nói mình công đúng rồi để mình tụi mình đi về đây tự giải từ từ nha rồi bye nha.